Ai kêu quay đây, ghê chứ không ghê, thôi tránh đi. Thôi được rồi. Dạ đó. Nội làm bánh hả? Nội nấu chè. Nấu chè đậu trắng, nước cốt dừa. Được rồi Cương ơi, đem tay cầm lại đắng đi. Để xuống đây liền. Ăn ít mà ngon. Đậu nước cốt dảo vô nếp, bắt lên nấu. Đem lại đưa nội coi. Không thêm lại gì hết trơn. Bỏ kiếm không gặp luôn. Mất sáng rồi. Nói chuyện nữa lần biết được quá trời. Món quà nó tốt nhất là dùng Trung Quốc. Hả? Trung Quốc. Trung Quốc hả? Trung Quốc. Trung Quốc hả? Nước cốt vô. Rồi, thôi đi đi. Thank you.